Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần, 17 hộ dân với trên 100 nhân khẩu ở thôn Suối Ngàn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai hiện đang sống trong sự phấp phỏng, lo âu cho sự an nguy của bản thân và gia đình. Suối Ngàn những ngày không mưa có vẻ bình yên, nhưng cứ mùa mưa bão về lại trở nên hung dữ. Mặc dù đã có sự đầu tư tương đối lớn cho phần móng trước khi thực hiện xây dựng nhà ở và thường xuyên kè bổ sung thêm phía dưới sau mỗi mùa mưa bão đi qua, nhưng một vài năm gần đây, gia đình bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Suối Ngàn vẫn luôn sống trong cảnh phấp phỏng lo âu cho sự an nguy về tính mạng và tài sản của gia đình. Nguy cơ thì rất là lớn đấy, bởi vì là như trước đây ấy thì là cái đường này nó chưa nâng lên, thì là nước dâng lên cái thì nó sẽ tràn hết vào cánh đồng này, tràn hết vào cái cánh đồng ấy này. Nhưng bây giờ nó nâng lên rồi, cái sân đình cũng nâng lên rồi, thì là nó sẽ dồn hết xuống suối và nó dâng lên rất là cao và rất là nước rất là mạnh, nó xoáy vào tận chân móng luôn đấy. Nếu như là cái chân móng tường nhà tôi đấy, là mỗi một năm đấy thì là đến mùa khô thì lại phải thuê máy gạt để gạt, tức là nó bên kia nó bồi thì nó lại lở sang bên bên này, thế là phải gạt từ bờ bên kia để ấp vào cái chân móng nhà mình. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi vì là lũ thì nó lại trôi đi. Có lúc là tháng 4 âm ấy là đã có lũ rồi, nó lũ bất chợt nó về, lũ quét ở trên kia nó về nên là nó bất chợt, nó cũng không biết thế nào được đâu. Nhưng mà thường thường là cứ tháng 7 âm trở đi là lũ to nhiều. Hầu như là năm nào cũng lũ, năm nay thì mới có một cơn lũ thì nó mới lên đến chỗ bên trên móng nhà tí thôi. Nó chưa tràn vào nhà, còn hầu như năm nào cũng tràn vào nhà hết. Năm nào cũng phải hót bùn từ trong nhà ra. Nói chung là bọn cô sống với lũ là cũng sợ lắm, nhưng mà cố thôi. Trước mối nguy hiểm rình rập luôn cận kề mỗi khi mùa mưa bão về, nhất là khi thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, các hộ dân trong thôn mong muốn chính quyền địa phương, các cấp, các ngành sớm có phương án giải quyết hợp lý để người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Đang bồi bên kia, một bãi bồi rất lớn và nó sẽ phá hết sang bên các hộ dân bên này. Nên chúng tôi ở đây rất là nguy hiểm. Đấy, mong muốn của chúng tôi là như thế. Có hai phương án, ví dụ như là nhà nước mà có lấy cái này để xây một cái bờ kè như này mà di rời toàn bộ cái số dân này đi, chúng tôi cũng không gây khó dễ. Cái thứ hai nữa là xây bờ kè hai bên mà dân ở tại chỗ, chúng tôi cũng nhất trí. Trước kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương cũng đã lên các phương án đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho các gia đình. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt được như mong muốn, trong khi mùa mưa bão đã đến. Đối với lại cái tuyến cái khu dân cư của thôn Suối Ngàn thì hiện nay thì thành phố cùng với địa phương thì cũng đã thực hiện các cái bước khảo sát, thực hiện xin ý kiến tham vấn của nhân dân để điều chỉnh quy hoạch cục bộ của trung tâm xã Cam Đường. Thế và hiện nay cái bước xin ý kiến tham vấn thì cơ bản đã xong. Thế và theo cái hướng thì tới này cũng sẽ thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, sẽ di chuyển sắp xếp các hộ nhân dân lên cái khu tái định cư mới để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong cái mùa mưa lũ năm 2020 cũng như là các cái năm tiếp theo. Cùng với việc ưu tiên tập trung đẩy nhanh việc sắp xếp quy hoạch, sớm có phương án bố trí sắp xếp các hộ dân ở Suối Ngàn đến nơi ở mới an toàn. Trước mắt, tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai lớn là ngầm tràn thôn Dạ Hai. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Cam Đường cũng đã có văn bản đề nghị thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện xây dựng công trình kè chống lũ để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân chủ động thực hiện phòng chống thiên tai.